Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào, tên tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chương trình Người Thành Công Tìm Kiếm Người Thành Công, tìm cộng sự để cùng hợp tác và hợp lực thành công. Có phải là bạn đang tìm kiếm một công việc kinh doanh? Có phải bạn đang chưa có việc làm hoặc đã có một công việc nhưng không được yêu thích lắm? Có phải bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tốt, có chất lượng, dễ bán để các bạn có thể bán hàng và kiếm lời? Có phải bạn đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh để bắt đầu khởi nghiệp? Bạn băn khoăn về việc khởi nghiệp không có vốn, vốn ít, có thể là từ vài triệu đồng cho đến mười mấy, 20 triệu đồng hoặc nhiều hơn một chút, nói chung số vốn ít. Bạn đang lo lắng về việc không biết cách bán hàng, không bán được hàng, nhập hàng về không bán được, tồn đọng, sợ ế, sợ lỗ vốn, không có thu nhập để nuôi con hàng ngày, hàng tháng. Bạn không có đội nhóm để hỗ trợ kinh doanh, bạn không có người thầy, không có người lãnh đạo, hoặc là không có một ai đó truyền cảm hứng cho bạn, những chuyên gia, những người đi trước hỗ trợ bạn, định hướng cho bạn và giúp bạn thành công. Bạn chưa được đào tạo về bán hàng, về kinh doanh, về khởi nghiệp và những kỹ năng căn bản như bán hàng nói chung, bán hàng trên Internet nói riêng, bán hàng trên Facebook cụ thể, bán hàng bằng livestream Facebook, bán hàng trên YouTube, bán hàng trên Zalo, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, bán hàng trên website, thậm chí bạn còn chưa từng có website. Bạn không biết chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, Google AdWords như thế nào để có được đơn hàng. Bạn cũng không biết làm SEO là làm gì, SEO là làm SEO đấy ạ, để làm sao để bán hàng cho website. Vâng, quá nhiều những câu hỏi ở trong đầu của bạn, quá nhiều các mối lo lắng. Vâng, mà trong khi đó thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sữa cho con, tất cả mọi thứ vẫn chăm dâu đổ đầu tằm. Vâng, và đây là một câu trả lời, một cơ hội. Bạn hãy nghe kỹ nhé. Chúng tôi có một mô hình kinh doanh hoàn toàn phù hợp với bạn. Bạn đang tìm một sản phẩm thì chúng tôi có sản phẩm là mỹ phẩm, là thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân, tăng cân, vân vân, và rất nhiều các sản phẩm có chất lượng khác. Có đầy đủ sản phẩm và giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam để sản phẩm có thể được lưu hành và bán trên toàn quốc. Bạn đang cần tìm một đội nhóm để hỗ trợ bạn thì chúng tôi có đội nhóm hàng trăm người đến hàng nghìn người đang bán hàng và thành công ít nhiều. Có những bạn bán hàng có doanh số hàng chục tỷ một năm nhờ việc bán hàng ở trên mạng và có thu nhập rất rất là tốt. Bạn không biết bán hàng thì chúng tôi sẽ cung cấp và trực tiếp là tôi, giảng viên Phan Anh sẽ đào tạo cho bạn toàn bộ các kiến thức về kỹ năng bán hàng. Đó là khóa học kinh nghiệm sale by Phan Anh với hơn 60 video rất rất chi tiết. Đó là kỹ năng bán hàng trên Facebook, là Facebook Marketing by Phan Anh với hơn 90 video rất rất chi tiết hướng dẫn cho các bạn. Bán hàng bằng livestream với 20 video các cái kiến thức và kỹ năng bán hàng bằng livestream, các chương trình, các chiêu thức để bán hàng bằng livestream thành công. Các bạn biết rồi đấy, có những học viên của tôi bán hàng bằng livestream doanh số có thể đạt từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ một tháng. Vâng, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng viết bài trên Facebook, trên Zalo, trên website, làm sao cho nó thu hút lượt đọc, lượt share, có đúng không ạ? Kỹ năng chụp ảnh sản phẩm, bởi vì chúng tôi có một công ty về media sản xuất video cho bạn nếu như bạn cần. Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ về các bạn về đồ họa. Kỹ năng phát triển đại lý và tuyển sỉ, kỹ năng tìm kiếm khách hàng lẻ và chốt sale, đúng không ạ? Nằm trong bộ kinh nghiệm sale của tôi rồi. Kỹ năng khởi nghiệp và làm việc nhóm, cái này sẽ nằm trong bộ khóa học về khởi nghiệp, thành công khởi nghiệp với số vốn nhỏ. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Kỹ năng bán hàng đa kênh trên Internet và khởi nghiệp trên Internet vô cùng chi tiết và hướng dẫn cho các bạn tất cả các kênh đó. Vâng, các bạn sẽ được đào tạo qua các bộ video trực tuyến. Vâng, đã có sẵn, có 15 bộ video trực tuyến đang hướng dẫn các bạn. Và đặc biệt là bộ video phát triển hệ thống bán hàng qua đại lý và bùng nổ doanh số cá nhân được dành riêng cho các bạn kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tương tự phát triển theo mô hình hệ thống. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các bạn bằng cách livestream nhóm kín hàng tuần. Vâng, và hỗ trợ các bạn về hình ảnh, về nội dung bài viết, mọi thứ. Vâng, sản phẩm của chúng tôi có chất khấu cao bởi vì bán hàng theo mô hình đại lý trực tuyến, không phá giá thị trường và không thông qua kênh phân phối nào cả, cho nên mọi chất khấu sẽ được dồn về cho các bạn. Chúng tôi có đội nhóm uy tín, cam kết thu hồi hàng tồn theo chính sách. Vâng, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ đảm bảo bảo hành cho khách hàng, chúng tôi sẽ bồi thường cho khách hàng. Vâng, đảm bảo rằng là cái sản phẩm đến tay khách hàng là những sản phẩm tốt nhất và bạn không phải lo lắng gì cả. Không có trở ngại nào, không có rủi ro nào, tất cả sẽ được ký hợp đồng và thỏa thuận
rõ ràng trực tiếp với công ty. Vâng, xin giới thiệu một chút tôi là ai. Tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh, giảng viên Đại học Chính quy. Tôi đã từng học 5 trường đại học và tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế và chuyên ngành luật. Tôi có 11 năm giảng dạy ở bậc đại học chính quy trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing, 6 năm giảng dạy về thương mại điện tử và Facebook marketing, online marketing dành cho các doanh nghiệp. Tôi cũng đã chạy quảng cáo hàng trăm tỷ đồng cho các khách hàng và có rất nhiều thành tựu là đào tạo cho rất nhiều các hệ thống cũng như là cho các bạn khởi nghiệp, các bạn bán hàng trên mạng rất là thành công. Tất nhiên kèm theo đó cũng là những thất bại và những sự đau đớn, đúng không ạ? Thất bại nào cũng sẽ là một bài học nếu như chúng ta nhìn nhận một cách tích cực. Và ngày nào tôi cũng chạy quảng cáo cho khách hàng, ngày nào tôi cũng viết bài. Tôi còn là những cái giảng viên của các cái nền tảng đào tạo trực tuyến rất nổi tiếng như là Kina, Edumo, Edu Udemy. Tôi cũng là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học lớn tại Hà Nội, là giám đốc của một công ty chuyên về đào tạo và marketing, công ty PR Marketing, là cổ đông của sáng lập cùng với em trai tôi công ty PL Media chuyên về sản xuất hình ảnh và video. Và ngoài ra thì tôi cũng là cổ đông của một chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em lớn nhất tại Hà Nội. Các bạn biết đấy, tôi có rất nhiều kinh nghiệm và hiện nay video này được tạo ra để dành riêng cho các bạn bởi những hệ thống mỹ phẩm, bởi những người đứng đằng sau tôi là những người rất thành công trong lĩnh vực bán hàng liên quan đến mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tôi hy vọng rằng những kiến thức ít ỏi của tôi sẽ hỗ trợ được các bạn. Các bạn hãy nhớ rằng là không ai bị vỡ nợ, không ai bị phá sản, không ai bị nghèo đói chỉ vì bỏ ra một vài triệu đồng hoặc là khoảng độ mười mấy 20 triệu đồng, tôi lấy ví dụ như vậy. Nhưng có hàng nghìn người, hàng trăm người đã có công ăn việc làm, đã gia tăng được thu nhập, đã khởi nghiệp thành công, đã kiếm được tiền, đã kiếm được nhiều tiền hơn, đã thành đạt hơn, đã giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc. Vâng, đó là những điều rất rất tốt đẹp mà chúng tôi muốn hướng tới, đặc biệt là những mẹ bỉm sữa, những bạn, những người phụ nữ mà đang không biết kiếm tiền như thế nào để mà nuôi sống bản thân mình và nuôi sống gia đình mình một cách tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng là đây là việc học tập kiến thức và trải nghiệm từ chuyên gia với mô hình kinh doanh có sản phẩm tốt, có đội nhóm mạnh và được PR về marketing và được hướng dẫn bán hàng, được đầu tư chuyên nghiệp bởi cái thương hiệu, đúng không ạ? Chứ không phải là một mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vâng, tất cả đây sẽ là được phát triển theo mô hình đại lý trực tuyến và theo hình thức phân phối truyền thống. Tôi không dạy làm giàu, tôi xin lưu ý rằng là tôi không dạy làm giàu mà tôi dạy các bạn kỹ năng nghề nghiệp để các bạn có thể bán hàng, bán sản phẩm, khởi nghiệp và kiếm tiền bằng chính đôi tay và cái đầu của mình. Tôi cũng không phải là diễn giả mà tôi là giảng viên, là doanh nhân. Tôi làm thật đấy ạ. Vâng, chúng tôi đang phát triển một mô hình kinh doanh gọi là hot trend, bán hàng, phát triển các đại lý và bán các sản phẩm có chất lượng đến tay người tiêu dùng. Vâng, hãy đăng ký ngay, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức, để lại thông tin, số điện thoại, email, Facebook, hãy contact với chúng tôi để chúng tôi liên hệ với bạn. Tin tôi đi ạ, bạn sẽ không phải hối tiếc đâu ạ. Tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Có thể bạn sẽ nhận được giá trị gấp hàng trăm lần đến hàng nghìn lần so với những cái gì bạn đã phải bỏ ra. Có thể là một số tiền khởi nghiệp rất nhỏ thôi. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, làm luôn nhé. Just do it. Chúng tôi chào đón bạn và sẵn sàng chia sẻ cơ hội với bạn. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn.